Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn đầy đủ về lịch thi đấu của hai bảng A và B tại AFF Cup 2022 và kết quả chi tiết của các trận đấu. Đầu tiên, mời các bạn đến với lịch thi đấu tại bảng A của AFF Cup 2022. Tại bảng A thì bao gồm 5 đội bóng là Thái Lan, Philippines, Indonesia, Campuchia và Brunei. Tiếp theo, mời các bạn đến với lịch thi đấu tại bảng B. Bảng B bao gồm 5 đội bóng là Việt Nam, Malaysia, Singapore, Myanmar và đội tuyển Lào. Kết quả tại các lượt đấu của bảng A như sau. Ở lượt trận đầu tiên, Campuchia giành chiến thắng 3-2 trước đội tuyển Philippines. Cũng ở trong lượt trận đầu tiên, Thái Lan đã giành chiến thắng trước đội tuyển Brunei với tỷ số là 5-0. Kết quả lượt trận thứ hai tại bảng A. Ở trận đầu tiên, Philippines giành chiến thắng 5-1 trước đội tuyển là Brunei. Cũng ở trong lượt trận thứ hai tại bảng A, thì đội tuyển là Indonesia đã giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển là Campuchia. Tại lượt trận thứ ba tại bảng A, thì đội tuyển là Indonesia giành chiến thắng 7-0 trước đội tuyển là Brunei. Cũng ở trong khuôn khổ bảng A, tại lượt trận thứ ba, đội tuyển Thái Lan đã giành chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Philippines. Lượt trận thứ tư tại bảng A, đội tuyển Campuchia giành chiến thắng đậm đà trước đội tuyển Brunei với tỷ số là 5-1. Cũng ở trong lượt trận thứ tư của bảng A, thì đội tuyển là Indonesia đã cầm hòa đội tuyển Thái Lan với tỷ số là 1-1. Như vậy, sau 4 lượt trận đầu tiên, thì bảng xếp hạng tại bảng A như sau. Dẫn đầu hiện nay là đội tuyển Thái Lan với điểm số là 7 điểm và hệ số là dương 9. Vị trí thứ hai là thuộc về Indonesia cũng được 7 điểm và hệ số là dương 8. Vị trí thứ 3 hiện nay tại bảng A là thuộc về đội tuyển Campuchia sau 3 trận đấu được 6 điểm và hệ số là dương 4. Ở vị trí thứ 4 là đội tuyển Philippines sau 3 trận đấu được 3 điểm, hệ số là -1. Và đứng cuối bảng A hiện nay là đội tuyển Brunei sau 4 trận đấu còn thua và không có điểm số nào, hệ số là -20. Như vậy, việc xác định 2 tấm vé của bảng A lọt vào bán kết AFF Cup 2022 là cuộc tranh chấp của 3 đội tuyển là Thái Lan, Indonesia và đội tuyển Campuchia. Ở lượt đấu cuối cùng thì Thái Lan sẽ đối đầu với đội tuyển là Campuchia và đội tuyển là Indonesia sẽ gặp đội tuyển Philippines. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với lịch thi đấu và kết quả của các trận đấu tại bảng B của AFF Cup 2022. Tại lượt trận đầu tiên, đội tuyển Myanmar đã đội thua đội tuyển Malaysia với tỷ số là 0-1. Cũng ở trong lượt trận đầu tiên, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng đậm đà trước đội tuyển là Lào với tỷ số là 6-0. Các bàn thắng của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với đội tuyển Lào gần lượt do công của các cầu thủ đó là Nguyễn Tiến Linh, Đỗ Hùng Dũng, Hồ Tấn Tài, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Văn Toàn. Và bàn thắng ấn định tỷ số 6-0 của Việt Nam là do công của Vũ Văn Thanh. Ở lượt trận thứ hai, thì đội tuyển Malaysia giành chiến thắng đậm đà 5-0 trước đội tuyển Lào. Cũng ở trong lượt trận thứ hai, thì đội tuyển là Singapore đã giành chiến thắng trước đội tuyển Myanmar với tỷ số là 3-2. Kết quả lượt trận thứ ba tại bảng B. Ở trận đấu đầu tiên, đội tuyển Singapore đã giành chiến thắng trước đội tuyển Lào với tỷ số là 2-0. Cũng ở trong lượt trận thứ ba, thì đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng trước đội tuyển Malaysia với tỷ số là 3-0. Các bàn thắng Việt Nam lần lượt do công của 3 cầu thủ. Thứ nhất là Nguyễn Tiến Linh, bàn thắng thứ hai là của Quế Ngọc Hải và bàn thắng định tỷ số 3-0 là của Nguyễn Quang Đức. Kết quả lượt trận thứ tư tại bảng B. Ở trận đấu thứ nhất, đội tuyển Lào đã hòa với đội tuyển là Myanmar với tỷ số là 2-2. Cũng trong lượt trận thứ tư này, đội tuyển Việt Nam đã bị đội tuyển Singapore cầm vào với tỷ số là 0-0. Như vậy, sau 4 lượt trận đầu tiên, bảng xếp hạng tại bảng B như sau. Dẫn đầu hiện nay là Việt Nam sau 3 trận đấu được 7 điểm, hệ số là dương 9. Đứng hàng vị trí thứ hai là đội tuyển Singapore sau 3 lượt đấu là được 7 điểm, hệ số là dương 3. Đứng vị trí thứ ba là Malaysia sau 3 trận đấu được 6 điểm, hệ số là dương 3. Vị trí thứ tư thuộc về đội tuyển Myanmar sau 3 lượt trận là được 1 điểm, hệ số là -2. Và đứng cuối bảng hiện nay là đội tuyển Lào sau 4 lượt trận là được 1 điểm, hệ số là -13. Như vậy, việc tranh chấp 2 tấm vé của bảng B lọt vào bán kết AFF Cup 2022 hiện nay là thuộc về 3 đội bóng là Việt Nam, Singapore
và đội tuyển là Malaysia. Ở lượt trận cuối cùng tại bảng B thì diễn ra vào ngày 3 tháng 1 2023 thì cả hai trận đấu diễn ra vào lúc là 19:30. Trận thứ nhất là Việt Nam gặp đội tuyển là Myanmar và trận thứ hai là Malaysia gặp đội tuyển Singapore. Một chiến thắng trước đội tuyển Myanmar sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam giành ngôi đầu bảng và giúp Việt Nam lọt vào bán kết AFF Cup 2022. Và mời các bạn xem lại bảng xếp hạng của hai bảng A và B tại vòng bảng AFF Cup 2022 sau lượt trận thứ tư vừa qua. Cùng với đó là lịch thi đấu ở lượt trận thứ năm, lượt trận cuối cùng của vòng bảng của hai bảng A và B AFF Cup 2022. Mời các bạn đón xem nhé. Lượt trận thứ năm tại hai bảng A và B sẽ diễn ra vào 2 ngày. Tại bảng A diễn ra vào ngày 2 tháng 1 năm 2023 và tại bảng B là vào ngày là 3 tháng 1 2023. Trận đấu Việt Nam và Myanmar sẽ diễn ra vào lúc là 19:30 ngày 3 tháng 1 2023. Mời các bạn chú ý đón xem nhé. Và tiếp theo đây là kết quả của 3 trận đấu của Việt Nam đến thời điểm hiện tại tại vòng bảng B AFF Cup 2022. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn năm mới 2023 dồi dào sức khỏe. Xin chân thành cảm ơn các bạn và trân trọng kính chào.